Thưa quý vị, phía Bắc và thủ đô Hà Nội thì nền nhiệt độ hạ thấp và mưa nhỏ vào sáng sớm đã khiến chúng ta có cảm giác rất là lạnh giá, và thời tiết đặc trưng trong hai ngày qua là như vậy. Và sáng nay thì thêm một đợt không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, duy trì nền nhiệt độ thấp và trời rất là rét đậm, chị Thủy Dương. Vâng, và hẳn là rất nhiều người hiện nay đang rất quan tâm xem đợt rét lần này sẽ kéo dài đến bao giờ, và trong những ngày Tết Nguyên đán đang tới gần thì thời tiết sẽ ra sao. Sau đây sẽ là thông tin cập nhật mới nhất từ cơ quan khí tượng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sáng nay không khí lạnh khá mạnh đã tràn về kèm theo mưa nhỏ nên tiết trời khá rét buốt. Nền nhiệt chung duy trì ở mức từ 15 đến 22 độ C, vùng núi thấp hơn chỉ khoảng từ 8 đến 10 độ C. Đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn sáng nay ghi nhận mức nhiệt 4,6 độ C, thấp nhất kể từ đầu mùa đông. Dự báo trong 2 ngày tới, dạng thời tiết rét đậm này vẫn được duy trì. Từ 27 cho đến 30 Tết trời chuyển ấm, đôi lúc hửng nắng và tạo điều kiện thuận lợi để người dân sắm sửa và dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Đúng ngày 30 Tết sẽ có một đợt không khí lạnh được đánh giá là mạnh, tràn về và khiến thời tiết toàn miền Bắc chuyển rét đậm, tiết trời có mưa xuân lất phất. Trong 3 ngày Tết, trời rét với mức nhiệt dao động trong từ khoảng 12 cho đến 18 độ C. Như vậy, sau nhiều năm đón Tết khá nóng bức, thì Tết Canh Tí năm nay, người dân miền Bắc sẽ đón Tết trong tiết trời đặc trưng là rét và mưa xuân.